trò chơi Valorant này, các bạn cùng vào chơi cùng mình nhé. Một cú đánh thứ ba của Rando, cú đánh đang bay khá xa, cú đánh khá tốt. Và điểm thứ 8 được cộng cho Rando. Các đội của anh ấy đang buồn rất là phấn khích. Match found. Đang xem lại cú đánh của Zendo. Cú đánh khá là uy lực và trúng tâm bóng. Là bóng có một quỹ đạo bay rất khó. Nó là đi qua hàng rào phía số 19 bên kia. Mét không thể bắt được bóng ấy. Tuần chơi sẽ là Crash đã thị hiện được tình hình đầy máu nóng, có thể bắn ra các nguồn năng lượng. Được. Sau đây cú đánh của Bradon the Zuzi, cầu thủ toàn gây bất ngờ cho đội bóng. Pha đánh bóng vừa đến từ the Zuzi. Lại một cái xịt. Pha đánh trúng bóng nhưng mà bóng lại đi khá nhẹ đến từ the Zuzi. Một pha đánh bóng tạm bóng đến từ Zenifo và điều đánh game theo sử dụng lại cho đội bạn. Ném đầu tiên từ của Cali, mắc cá hà và anh trung bóng. Hey, the gang's all here. This is great. They don't stand a chance. Let's go, let's go. Mắc cá hà là người đánh. Daniel bắt là người tiếp theo. Lần này đổi với Soi Italy. Tôi hiện đang có thể mà đánh bóng ra ngoài. Cú bắt của Otani, một cú đá tôi đến từ Otani. Ba pha đánh bóng rất chính xác của Otani đã loại vút cú bắt. Sau đây sẽ đến lượt Eduardo Escobar. Escobar sẽ đối đầu với Otani. Đây là lượt đánh đầu tiên. Oh, spike cut out his kid. Escobar đã không thành spike công. Down, đánh attacker spawn. Someone is B. Someone is B. Thì anh em lượt góc. Cú ném của Otani. Cú ném khá tốt. Last player standing. Cage trigger. Slammer. Just let them try to catch me. Một cú ném khá tốt đến từ Otani cho Escobar. Here. Cần hai cú ném để đánh giá kết thúc.
đang lo kiếm tiền. Cho nên là bạn chung nha mọi người. Thế giới thứ 7 đã kết thúc. Chúng ta sẽ nghỉ trong vài giây. Reloading. Lightning. Last player standing. Out of charges. Ocela. Tell me where they are, Cypher. I'll take care of the rest. Giờ anh ơi, có gặp vấn đề gì? Lần này là một pha đánh bóng cũng gọi là khá là tốt, nhưng cũng không nên nghỉ cho mấy bạn. Mát thai tiếp theo. Ở đây có thể gọi là được một pháo cuối cùng của mát thai rồi. Một pháo đánh phóng. Last player standing. Nó khá là nhân dân tệ. Logan on hope. Kill them before they kill us. Một pha đánh của Logan on hope. Đánh bóng xịt khá khó chịu. Chạy, đội anh ấy đang chạy và đã thành công. Arms for a spin. Me control on the line. Where are they, Cypher? Spike down A. Get out of my way. Flash out. Last player standing. Tại vì gần rồi đi mẹ. Giết được mà. Có thằng ai không cài, mẹ cứ vô ai cài từ đầu mẹ này. Rem friend. À mà câu lên 50 phút đã rời rời. Chỉ trai đi trận sau lại hụt mẹ giờ đi. Friend, I'm out of here.
Wow. Con lại được gần mình đâm vào mặt xuống cửa. I'm ready. Tony Rando, một cái khá tốt. Cái đánh bay qua hàng rào. Chúng ta chuẩn bị xem lại cái đánh của Rando. Tàng hình nó ra. One enemy remaining. Last player standing. Đời du gì? Cô đánh khá là tệ. Vành thứ hai của đời du gì? Vượt bỏ đầu ra phát chết luôn. Tất cả nhẹ đến từ đời du đi. Spike down A. Standing. Huh? Wind, show me where to go. Sao này rót nước không bị chản? Need a drop. Rót nước chản lâu. Anh rót bị chản rồi, không đến đây. Cái gió. Này nó tắt mà. Anh cũng bắt ở trời như bọn miếng lạnh. Cú bắt bóng của ốt. Ốt sen. Đó khiến Navarrete bắt thịt bảo. Baron Nemo. Chuyện đánh khá nhẹ của Nemo làm em pho bắt được bóng. Đáng chạy chúng ta khoảng 2 quả ném nữa nha. Và kết thúc. Flash out. Enemy spotted A. Reloading. One enemy remaining. Out of charges. We got this. Let's go. Francisco Lindo. Một cầu thủ có giống Quang Minh về lắm. Đến từ Angola. Tuyệt vời.
Standing. Pha này máu khá là tốt. Spike down. Attacker spawn. Oh yeah. Monster on the loose. Đây là một pha là một pha là last player standing. Đây là trong Indo một pha ném bóng một pha là enemy down. One enemy remaining. Trận đấu của chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi. Toxins going up. Chỉ còn tầm khoảng 1 đến 2 pha ném bóng nữa sẽ là kết thúc. New York Mets đang thua đến tận 3-0. Toxin screen 30 seconds left. Đứng trước pha ném bóng của Otani. My ultimate is ready. Don't get in my way. Cô gái xịt. Và trận đấu của chúng ta kết thúc tại đây. Xin gặp lại mọi người trong trận đấu tiếp theo. Cảm ơn cái video của mình. Get ready. I go fast. What's the plan? Flash out! One enemy remaining. Got the spike. Thirty seconds left. Of charges. Get out of my way. Out of charges. They're usually distracted once I get through them. Make sure you take advantage. Let's go. Go. Hello mọi người, hôm nay mình chúng ta sẽ làm trận đấu giữa New York Mets và Los Angeles. Last player standing. Enemy remaining. Clutch.
Last round in the half. Can't take anything with us after this. Go for broke. I need this. Spike down A. Last player standing. Hai này máu tốt đến từ Otani đã loại được Mimo. Poison's off. Lần này được Mantra. Who's next? They're dead. Switching sides. Go. Sorry, fine. I want to đến từ Mickey Show. Hôm nay thời tiết hơi mưa và những hạt mưa đang rơi. Reloading. Mưa sẽ làm các cầu thủ có những pha đánh bóng khó hơn và những pha bóng sẽ khó chịu. Và bóng sẽ đến từ Lindo, cầu thủ của cái team rất là Angola. Yes, sir. Otani. Này Otani để bóng ra ngoài. Yes. Lindo là bị loại. Chỉ cần một ba pha tốt thôi là sẽ đấu được đánh theo đội mình. Last player standing. I'm over them. Một pha đánh bóng rất là chính xác. Một pha đánh bóng của tôi sẽ kết thúc Alonso. Lần này mình sẽ ném góc dưới cái đáy. Một pha ném bóng chính xác của Otani là kết thúc trận đấu rồi. Kim cú ném và chỉ cú ném không thành công. Đến từ bên đội New York Mets. Và bây giờ đến được Los Angeles Angel đánh. Spike planted. Sao Otani có thể ném tốt đến như vậy? Tay lo quá sẽ là người này đánh đầu tiên bên phía Los Angeles Anger. Một cú đánh không tốt đến từ tay lo. Last player standing. Mới một phần đánh mà Taylor Watt đã bị thay thế bằng Michael Chow. Một pha đánh bóng gọi là khá tốt đến từ Michael Chow. This way. My advice. Cuồng gồm. Don't get shot. Và anh em trở lại ăn mừng với các đội đội. The Rhino run, home run. Home run. Yes, go. Home run.
khá khó chịu, khá cao. Giữa thời tiết như này mà anh em phải có thể tung ra một cú đánh được như vậy, nó là kỹ thuật khá tốt đến từ Châu và Rembrandt của anh em khá tốt. Player standing. Cú đánh khá tệ từ Randall. Spike planted. Put down. Match point. Đánh của Randall. Đây sẽ kết thúc kiểu thứ nhất. Chúng ta có thể xem được một cuộc đánh khá tốt của Big Show. Và anh ấy được cộng 445 điểm XP. Và đánh bóng có thể lái cái gậy đi khá tốt đến từ đây là Mark Cahan. Cú ném của tôi đi dành cho Mark Cahan. Mì bấm thế rồi thì ghép vào mắt à? Hả? Mì vừa bấm quay thế rồi thì ghép vào mắt à? Ai con này. Attackers win. Watch out. This. Mì bị nó một hồi xong không biết là ghép nhấn quay hay chưa. Cái lồn. Đi con mẹ. Oh, Steve. Mày mất chủ phí với 8 phút của đời. Mẹ.
Match found. Hello mọi người, quay trở lại trận đấu giữa Los Angeles Angel và New York Mets. Này là một pha nhớ nhầm. New York Mets, New York Yankees đi. Đâu anh dù đánh ba trận đi, ba trận New York đánh với New York Yankees. Vâng. Anh dù mà đánh trận đây mà không? Trận trước mình đánh với Mets à? Vâng. Mets rồi. Quay ra đánh với Yankees à? Ôi. Mình cứ đánh Yankees đi. Dần dần. Mình tìm lộn là ở đâu? Tích ở đâu? Không, sáng là có một trận đây này, là cái trận đây. Đây này, trận đây này, đây. Ờ. Ít mà cũng là nơi xong mình nhìn nhầm rồi. Em xoáy nhá. Còn nào? Thôi kệ tiếp tục cái trận như này thôi nha. Yankee. Quay ra ngoài đánh cần chi phải lưu xóa đi được mà. Em xóa luôn. Lần sau mà muốn không lưu thì bấm cái đi một lần xong bấm nút O là được, tự không bị. New York Yankee. Đội mô với đội mô anh ạ. New York Yankee. Đây anh cứ Killjoy, your inventions are too fragile. See these arms? Carbon steel with titanium plating. That's what you need. Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay lại với trận đấu của New York Yankees và Los Angeles Angels. Thì sẽ cầm Los Angeles Angels nha mọi người. Enemy remaining. Spike down B.
cho Lê Ma Hiếu. Chúng ta có thấy một cái tên khá là hay, DJ Lê Ma Hiếu. Đánh đi gì trên nền nhà của ta đi. Cover going now. Spike planted. Tốt. Phản ứng tốt. Otani vẫn là một phản ứng tốt khiến dụ ghè này móng lên ra ngoài. Someone get this? Em muốn tốt là kết thúc đi những phần đánh còn lại của Jungle. Actually, Jizo một cái thủ có thể khá là vạm vỡ. Shadows travel. Last player standing. Spike planted. Cú ném tốt của Otani dành cho Santa Santa to. Yeah. Một pha ném bóng tốt. Một pha ném bóng khá tốt của Otani. Stanton. Otani đã kết thúc một anh gỗ Stanton. Can't use that. Lightning! Spike down A. Đánh không tốt của Watt. Cover going now. Reload him. Out of charge. Blasting. Turn out. One enemy remaining. Mid control mới là một phần đánh khá tốt của mid control. Đánh hôn gần của mid control. 30 seconds left. Anh ấy đang chạy điên cuồng lại. Thế là các đội của anh ấy. Horn rune. You're not being shot at, you're doing something wrong. Thank you.
let's go. Down A. You will not kill my allies. Goodbye. One enemy remaining. Đó cú đánh của Anthony Randall. Và cú đánh vừa rồi đã khép lại trận đấu đầu tiên. Ten seconds left. One enemy remaining. Spike down B. Placing swarm grenade. Otani. Quay cái ghế kia ra. Để đâu lạnh à? Không, em để. Để ghế đi tránh hết mẹ gió mà. Flash out!
Spike down A. Ôi ta đi. Cú ném tốt. Quản một khoai này máu đưa đi tựa ta đi. Powerless. One enemy remaining. My ultimate is ready. Reloading. 30 seconds left. Ten seconds left. Watch your eyes. Once more into battle. I got time. Reload him. Out of charges. Reloaded. Add one. Okay. Reloaded. Cut off the fuse. Flash out. Concussing. Flash off. Watching this. Spike planted. Lần này là một cú đánh cũng gọi là ổn nhưng mà máu lại đi lên khán đài. Đây là Senna đến từ Hải Phòng. Cú đánh của Senna không tốt. Hầu như Senna chơi poker rồi đúng không? Senna bóng chạy không rõ. Đây là một cú đánh để chừng nó vừa đến từ mát hai cho đó là kết thúc. Don't stress if I die. It was great knowing you all. Also delete my hard drive. Cho đây là chun hơn. Cú ném của Tani dành cho Anthony vốt bè. Đi lên Mario. Spike planted. Đang kì một pha đánh một của Lê Ma Hiếu. Lê Ma Hiếu. Đi gì Lê Ma Hiếu. Last player standing. Cố tình để cho Lê Mã Hiếu và trận đấu kết thúc với Lê Mã Hiếu.
ô tô đến từ hôm nay. You will not kill my allies. Cover going out. You are powerless. Can't use that. Spike planted. One enemy remaining. Shadows traveling. Not your day. Last round before the switch. Spend it now. Point squad, reloaded. Lâu gà không phê. Tệ vãi. Turret out. Một cú đánh. Tả một cú đánh từ lâu gà nó phê. Cô lê là người lẻ. Bạn đấy là thành phố của đêm, lâu bài đó. King is down. Spike planted. One enemy remaining. Switching sides. Come on! Get me in the line of fire! Attackers win! The fight is over! We just warmed up! Yeah. Chạy! Mới cần trâu. Hunter Zen Brand. Hunter Zen Brand. Anthony Rando, người đánh. Một pha đánh bóng xịt đến từ Rando. Hôm nay cái này đánh trúng nhưng mà khá là nhẹ. Game bản kết thúc và tỷ số 1 đều năng lực giữ nguyên. Chúng ta ở miền giải lao trong ít phút sau khi bạn đánh đấu chưa bắt đầu. Match found. Otani ném một cú ném tốt đến từ Otani. Stand in my way. Các bạn.
O da değil o böyle ya. Bu makalı. Ya sa. Trailer Torres. Playboy. Đôn Sơn là người này. Phải làm bằng khá tệ đến từ tầng đi. Cú ném của Tony cho Đôn Sơn. Think you can keep up? Who am I kidding? You know you can't keep up. Cool em. Tốt. Reloading. Out of charges. Let's go. There, out of charges. Last player standing. Spike down B. Have this bike. Ugh. 30 seconds left. Quanh từ đồ du gì? One enemy remaining. Like one gun for Randy Kong. Clutch. Out of charges.
Even I couldn't keep up. Let's go. Reloading. No prisoners. Úsela. Lo que hay. El Cody. El Randy Cody. Flash out. Una extraña. Úsela. Hay mucho alto. World Race. Spike down B. Out of charges. Reloading. Concussing. I have this bike. One enemy remaining. My time. 30 seconds left. There's the adrenaline. Reloading. Bonani. Reloading. Fight! Out of charges. Good attack. Cover going out. They will cover. One enemy remaining. Tốt đến từ tay này. Reloading.
Look your enemy in the eye. It kills better first. Standing. Joke's over! You're dead to dust. Shadows traveling. Utani, Sancho Santiris, Sitanton. Cooldown for Otolis and just stand on. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Reloading. Lock the sight. Behind you. Passing. Behind you. One enemy remaining. I won't see. Did you hop back? Reloading. Reloading. I'm scared. I'm delighted. Reloading. Let them try to get through me. Logan, help. I don't know what I'm doing. Reloading. They will come. The battle begins. Worthless. Ultimate is ready. One enemy remaining. Shadows traveling. Your duty is not over. Back where I belong. I hate to say it, but it's probably best to play as a team. So, what's the plan? Let's have some fun. Cutting them. Reloading. Shadows traveling. Cover going out.
khá tốt đến từ Hunter Renfue. Anh ấy cũng một đánh khá tốt giống như mình. Reloading. Stealing sight. One enemy remaining. Last player standing. Các bạn nhìn diện ca mình hay gì? Clutch. Brando do Duzi. Thy burden never ends. Lần này là một thế. I need this reloading. Khá hơn là trúng bóng. Thank you. Need a drop. Gen G4. Like Gen G4. Spike down B. One enemy remaining. Chúng ta cùng giải lao trong 5 phút để đến với đơn 6. B. Last player standing. Đây là phút nếu của Tony dành cho Torres. Đủ 2 tiếng rồi. Đau. Chắc cũng đem lại phút nếu của Tony. Một phần bóng khá tốt đến từ Torres. One enemy remaining. Flawless. I died under Mesa. They're not getting the message. Leave it to me, I'll rough them up. Một pha đem tốt đến từ Rani dành cho Donaldson. I need a drop. Yikes!
One enemy remaining. How sad. You're just like everyone else. Last round before the switch. You lose everything after this. Spend it. Standing. Use la hacia adelante, ahí lo tiene. Para no ser que use la. Shadows traveling. Lần này cô đánh cũng không tệ nhưng bóng họ đi không hiểu. Enemy remaining. 30 seconds left. Cover going out. Một cú đánh tốt đến từ Mark 2. What? Oh. 10 seconds left. Was fun. Switching sides. Wait till the white line come to strike. Logan, all her bad. Out of charges. Hát tệ của Loan nó học về. One enemy remaining. Flawless. They have seen our power. They're just batteries. I knew you'd never charge. Chúng ta sẽ cùng xem lại cái đánh của Rembrandt.
sai. Boa. Concussing. Đây là khả, khá là tệ. One enemy remaining. Last player standing. Spike planted. Đánh giá nhẹ của đời Zuzi. Liều 6 đã kết thúc. Last player standing. Cùng em khá tốt đến từ Otani dành cho DG Le Mahio. Cú ném của DG Otani cho Le Mahio. Spike down A. One enemy remaining. Một pha bóng khá tốt của Otani. Match point. Let's end this. Reloading. Can someone get this? Một pha ném bóng khá tốt. Một bài bóng rung đe. Anthony Gizzo sẽ là người vào sân đánh tiếp theo. Concussing. Fire in the hole. Đúng em tốt. One enemy remaining. My ultimate is ready.
Spike planted. Game bỏ chế độ đi nha anh. Để lượt độ của anh, do anh có lẽ ăn rồi. Thời gian đã lộ đi lượt này. Change of plans. Defenders win. Hell yeah! Who's up for a battle? Các bạn và những video sau nhé.